Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lào Cai xếp thứ 9 toàn quốc về chỉ số hài lòng của người dân năm 2022. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá kết quả quý 1, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Hạn hán kéo dài tác động nghiêm trọng tới sản xuất và đời sống của nông dân tại một số địa phương. Trong phần tin trong nước và thế giới, Hà Nội yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. EC quyết định chi 1,1 tỷ đô la Mỹ lập lá chắn an ninh mạng châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ tư trực tuyến toàn quốc của ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, công bố chỉ số CPAS và chỉ số PA Index năm 2022. Tham dự tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cùng đại diện một số sở ban ngành địa phương. Tại phiên họp đã công bố kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 CPAS 2022 và chỉ số cải cách hành chính PA Index 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh xếp thứ nhất về chỉ số CPAS và chỉ số PA Index của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2022. Về kết quả PA Index năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, dẫn đầu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp. Đối với tỉnh Lào Cai, chỉ số CPAS năm 2022 xếp thứ 9, tăng 43 bậc so với năm 2021. Chỉ số PA Index 2022 xếp hạng 11, đồng hạng so với năm 2021, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh thuộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tham dự phiên họp, đại diện các bộ ngành địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong chỉ đạo điều hành, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi nhiệm vụ, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, xử lý các thủ tục, nhất là với người dân và doanh nghiệp, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả. Chiều nay 19 tháng 4, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố. Quý 1 năm 2023, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành chiến lược dữ liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành các danh mục dự án công nghệ thông tin và danh mục sản phẩm chuyển đổi số. Kết quả chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 cho 170 điểm kết nối tại cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Tuy nhiên, một số mục tiêu vẫn còn thấp, như số người có định danh điện tử mức 2 mới đạt 19%, thanh toán không dùng tiền mặt chỉ chiếm 7%, trên 30.000 người chưa được cấp căn cước công dân. Tại hội nghị, phát biểu của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo đã làm rõ những vướng mắc tồn tại, đề xuất một số giải pháp khắc phục. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉ ra một số tồn tại như tỷ lệ hồ sơ công việc hoàn thành trên môi trường mạng nhiều nơi còn thấp, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chưa có nhiều tương tác, hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng chưa thực sự hiệu quả. Đồng chí yêu cầu thành viên ban chỉ đạo các sở ngành địa phương nhìn nhận rõ tồn tại hạn chế để có giải pháp khắc phục, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Năm nay là chủ đề là nền tảng dữ liệu kết nối, mà cái dữ liệu là ở trung tâm, thì dữ liệu là quan trọng nhất. Thì các đồng chí tập trung cho mình. Và để làm được cái này thì tôi đề nghị là tất cả các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đứng đầu các cơ quan đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo cái này, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là một nhiệm vụ chính trị và gắn với cái đánh giá hàng năm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình gắn với kiểm tra, đôn đốc, nhất là tại các địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công nghệ số tại cộng đồng. Chiều nay 19 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023. Tới dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2021-2023 gồm 59 học viên. Cùng với nghiên cứu tiếp thu 19 môn học, quá trình học tập, các học viên được thảo luận chia sẻ nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Kết quả 100% học viên được công nhận hoàn thành chương trình đào tạo, xếp loại khá và giỏi. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương kết quả học tập rèn luyện của các học viên. Đồng chí nhấn mạnh những kiến thức lý luận trong khóa học và kinh nghiệm thực tiễn sẽ là tiền đề để các học viên áp dụng trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với một thị trường rộng lớn như Trung Quốc, việc mở cửa trở lại sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang mở ra nhiều cơ hội mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, nhất là mặt hàng nông sản. Với vị thế cửa ngõ, Lào Cai đang nỗ lực phát huy vai trò cầu nối, đưa nông sản Việt đến với thị trường hơn tỷ dân này. Các sản phẩm trà của doanh nghiệp này đã xây dựng được thương hiệu từ nhiều năm nay và đang xuất khẩu vào một số nước châu Âu, châu Á. Bởi vậy, khi giao thương Việt-Trung qua cửa khẩu được trở lại bình thường, qua nhiều kênh xúc tiến, doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận thị trường Vân Nam Trung Quốc. Thị trường trà của Trung Quốc là rất lớn, và khi mà mình mới mở cửa hàng ở đây thì cũng đã có rất nhiều đối tác đến để đặt vấn đề nhập khẩu cái trà của Việt Nam sang. Với cái thị trường Trung Quốc thì cái vùng trà cổ thụ của họ là không đủ để đáp ứng. Nên là Lào Cai của mình thì cái diện tích cái vùng trà cổ thụ cũng khá là lớn. Và đến bây giờ là phía công ty Tiên Thiên mới khai thác được một phần rất nhỏ. Chính vì thế là bên mình kỳ vọng là sẽ thời gian tới đây sẽ phát triển hơn về cái công suất. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu nông sản qua Lào Cai đã tăng 85% so với cùng kỳ. Đây là điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu. Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn cửa khẩu Lào Cai để thông quan hàng hóa cho thấy vai trò cầu nối của tỉnh trong hỗ trợ xuất khẩu nông sản. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển logistics. Tới đây, cổng dịch vụ công tại cửa khẩu đi vào hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa. Trao đổi với lại các cái tỉnh mà có những mặt hàng xuất khẩu như ở các tỉnh trong miền Nam như là Bến Tre, Long An, Ninh Thuận, Bình Thuận và những cái tỉnh mà có nhiều các loại trái cây xuất khẩu chủ đạo qua cửa khẩu Lào Cai này để làm sao mà xúc tiến cũng như là giới thiệu và cũng như tạo điều kiện để cho cái mặt hàng nông sản của cả nước xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Việt Nam và Trung Quốc đang nghiên cứu đưa thêm một số mặt hàng nông sản vào danh mục được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Về phía tỉnh Lào Cai, sự chủ động trong công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm kết nối với thị trường Trung Quốc đang thể hiện ngày càng rõ vai trò cầu nối và cam kết của tỉnh. Doanh nghiệp hai bên là hiện nay rất là mong muốn rồi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào thì những cái nút thắt đấy thì tôi nghĩ là trong thời gian tới sẽ được dần được tháo gỡ thêm các cái loại hình mới, ví dụ như là Vân Nam người ta sản xuất ra mình cũng phải hỗ trợ họ để bao tiêu tiêu thụ các sản phẩm của họ, và chúng ta cũng bên họ có nhu cầu thì chúng ta cũng phải cung cấp. Liên kết vùng trong hỗ trợ xuất khẩu nông sản chắc chắn sẽ khởi sắc hơn khi tới đây khu hợp tác kinh tế qua biên giới hình thành, dự án cầu biên giới Bản Vược – Bá Sái sẽ sớm được triển khai. Tỉnh đã và đang nỗ lực xây dựng hệ thống cơ chế thông thoáng, ưu đãi nhất để Lào Cai thực sự trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa Việt Nam và thị trường Trung Quốc rộng lớn. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2023, Lào Cai có 24 điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6. Tỉnh thành lập một hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ tịch.
toàn tỉnh tổ chức 24 điểm thi để triển khai công tác coi thi đặt tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Lào Cai có 5 điểm thi, các huyện có 3 điểm thi gồm Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn. Các huyện, thị xã có 2 điểm thi gồm Bảo Yên, Bát Sát, Bắc Hà, Simacai và thị xã Sapa. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Lào Cai năm 2023 có 7.897 thí sinh đăng ký dự thi với 340 phòng thi và 24 phòng chờ thi tại các điểm thi trong toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán kéo dài đang tác động nghiêm trọng tới sản xuất và đời sống của nông dân tại một số địa phương trong tỉnh. Phản ánh tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Cánh đồng thôn Tảo Giàng, xã Lùng Vai, lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, chuẩn bị làm đồng. Mương máng cạn khô, nhiều thửa ruộng đã bắt đầu nứt nẻ do khát nước. Lào Cai sắp có nắng nóng trên diện rộng và kéo dài. Những thông tin dự báo thời tiết khiến cho người dân ở thôn Tảo Giàng vô cùng lo lắng, bởi thứ mà họ mong chờ nhất bây giờ là một cơn mưa để có thể giải cứu cho những ruộng lúa đang bị khô hạn, nứt nẻ như thế này. Ngày nào cũng phải có mặt ở ruộng để xem nước rồi là xem nó có sâu bệnh không. Nhưng mà ra xem chỉ cũng nhìn thôi, chứ bà con thì cũng không biết làm thế nào được để cho nước nó về. Không có giải pháp nào nữa rồi, nguồn cũng cạn kiệt hết rồi. Từ trên xuống dưới cũng cạn, bây giờ chỉ nhờ rồi. Chấp nhận bán non áo cá để lấy nước cứu lúa, bà La Thị Hủ mới chỉ giải quyết được một phần tình trạng thiếu nước tại khu ruộng của gia đình. Nắng nóng vẫn kéo dài, các hộ phải tiếp tục san sẻ nước từ ao nuôi thủy sản để cầm cự, chờ trời mưa xuống. Ai bảo nhà tôi thì cấy rồi, thì không có nước. Chị ơi cho em xin nước tí nào có được không? Thì nước thì không có, trong ao thì có đầy. Thì cứ lấy cho xong thì cứ cạn cạn máy. Thế thì bảo cạn quá thì bây giờ mình phải bán cá thôi, cá cũng sắp chết rồi. Hồ thủy lợi thôn Tảo Giàng, nơi cung cấp nước tưới cho hơn 25 hecta lúa dưới chân đập, chưa bao giờ cạn như thời điểm này. Mực nước giảm mạnh, nhiều vị trí đã thấy đáy. Theo thống kê, Lùng Vai có trên 90 hecta lúa vụ xuân, hơn 1.000 hecta chè, 300 hecta ngô và nhiều diện tích cây trồng khác đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Trong đó, hàng chục hecta lúa tại các thôn Bổ Lũng, Giáp Cư, Trung Tâm, Lùng Vai, Tảo Giàng thiếu nước trầm trọng. Trước mắt, xã lên phương án điều tiết nước hồ chứa Tảo Giàng và các công trình thủy lợi khác, ưu tiên nước tưới cho diện tích hạn nặng. Chỉ đạo cho tổ thủy nông điều tiết nước, tránh tình trạng là dùng là xả bừa bãi, lãng phí. Các hộ là lấy theo giờ để phục vụ cho tưới tiêu. Từ 20 ngày đến 30 ngày nữa, thì nếu như mà không có mưa thì hồ này sẽ bị cạn. Và lúc ấy thì cái nước tưới thì sẽ không còn nữa. Đối với đợt hạn kéo dài, gần 1.000 hộ dân của Lùng Vai cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Bà con mong mỏi những tín hiệu tích cực từ thời tiết để giải cơn khát, ổn định cuộc sống, sản xuất. Đồn biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đang tạm giữ một lô hàng chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Vào hồi 21 giờ ngày 17 tháng 4, đội tuần tra đồn biên phòng Pha Long khi tuần tra đến khu vực mốc 157-400 thuộc thôn Sản Trải B, xã Tà Ngài Trồ, đã phát hiện khoảng 15-20 đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng lẩn trốn. Kiểm tra tại hiện trường phát hiện 34 bao tải bên trong chứa chân gà đông lạnh, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Đội tuần tra tiến hành lập biên bản và đưa toàn bộ số hàng trên về đồn biên phòng Pha Long để xác minh làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, ngoài các địa phương có thế mạnh như Simacai, Bắc Hà hay Sapa, việc phát triển cây dược liệu cũng là hướng đi mới, mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Văn Bàn. Anh An Văn Tuấn ở xã Triềng Ken là người dân tộc Tày đầu tiên đứng ra thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương. Cơ sở này chủ yếu trưng cất các loại tinh dầu từ một số cây dược liệu bản địa như đại từ bi, màng tang và hàng chục sản phẩm làm đẹp khác. Từ hướng đi này, cơ sở duy trì doanh thu 1,3 tỷ đồng trên năm và có 4 trên 14 sản phẩm được công nhận đạt sao OCOP cấp tỉnh. Xã Triềng Ken ấy, thì cây dược liệu rất là nhiều và xuất phát từ đó thì tôi cũng có ý tưởng là chiết xuất tinh dầu từ cây dược liệu
Đầu tiên là chúng tôi chiết xuất tinh dầu thôi, nhưng mà sau chúng tôi nghiên cứu thêm các loại sản phẩm đa dụng cho người sản xuất, cho người sử dụng dễ sử dụng, như là cao và một số loại sản phẩm để sử dụng trực tiếp, như là xịt đuổi muỗi này với lại các sản phẩm khác. Tại thôn Liêm, xã Liêm Phú, chị Vi Thị Nghiệp đã đưa các loại cao như cao gắm, cao lá tắm, cao dạ cẩm, cao mía giò được chưng cất từ dược liệu của đồng bào mình ra thị trường. Cao của mình là trước kia là chỉ dùng cho gia đình và anh em. Bây giờ là mình cũng giới thiệu cho bạn bè mình biết đấy, dùng đến nên là cũng nhiều người biết đến. Sau khi nghiên cứu kỹ, ông Vừa A Báo, thôn Lán Bò, xã Nậm Chày quyết định trồng thử nghiệm khoảng 2.000 cây đương quy. Chỉ sau gần 4 tháng, cây đã cao hơn 20cm. Rất phù hợp với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng, mô hình chuyển đổi giống cây trồng mới này đang mang đến triển vọng nâng cao giá trị kinh tế cho người dân khi đất sản xuất không nhiều. Mong muốn là đưa các cái cây con giống cao, có năng suất cao để đưa vào trồng tại địa bàn xã để tạo thu nhập cho bà con nông dân. Xã Nậm Chày bây giờ đã thử nghiệm một số mô hình nhỏ và làm thử nghiệm cây đương quy, nếu mà năng suất ấy, thì có thể là triển khai mở rộng. Văn Bàn hiện có vùng nguyên liệu trên 800 hectare, nhưng đa số do người dân trồng tự phát, phân bổ ở hầu khắp các xã. Việc quy hoạch vùng phù hợp cho từng chủng loại gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm đang được địa phương quan tâm. Văn Bàn phấn đấu đến năm 2025 phát triển thêm 280 hectare dược liệu, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc địa phương. Tiếp theo chương trình, Phú Thọ chuẩn bị hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh dày dịp dỗ tổ Hùng Vương. Ba Lan nối lại trung chuyển ngũ cốc Ukraine. Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh là ba địa phương được lựa chọn để triển khai thí điểm xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền giai đoạn 1 trước khi mở rộng triển khai nội dung này trên phạm vi toàn quốc. Theo hướng dẫn tại mục 3 công văn số 15461 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, điều kiện để được áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền như sau. Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử như có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử. Có hạ tầng công nghệ thông tin như máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối Internet, email. Sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử. Đây là phần mềm có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế. Trường hợp người nộp thuế lựa chọn hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì ngoài các điều kiện cơ bản nêu trên thì chỉ cần thay đổi phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại quyết định số 1510 năm 2022 của Tổng cục Thuế. Hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh dày là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc được duy trì phục vụ người dân và du khách dịp dỗ tổ Hùng Vương. Thời điểm này, các nghệ nhân tại 13 huyện, thị, thành phố của Phú Thọ đang tích cực luyện tập với quyết tâm đạt vị trí cao nhất, giành phần thưởng vinh dự làm bánh dâng lên các vua hùng vào ngày chính dỗ. Theo kế hoạch, hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4, hứa hẹn sẽ đem lại không khí vui tươi sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Qua hội thi sẽ góp phần tôn vinh những sản phẩm chế biến từ hạt gạo, thể hiện lòng thành kính tri ân công đức của vua hùng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Trong bối cảnh cả nước mỗi ngày ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19, riêng Hà Nội gần 100 ca, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, quán bar, vũ trường, karaoke, các cơ sở văn hóa du lịch, người sử dụng phương tiện công cộng quy định bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người tham gia sự kiện. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, không chủ quan lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch. Tin thời sự thế giới, Nhật Bản và Pháp đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp ngày hôm qua của Ngoại trưởng hai nước tại Tokyo. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản, Ngoại trưởng Pháp đã khẳng định an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu là không thể chia cắt,
và điều quan trọng là phải tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Cuộc gặp trên diễn ra sau khi hai ngoại trưởng tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 tại thị trấn nghỉ dưỡng tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản. Hiện cả Tokyo và Paris đang tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Ba Lan thông báo đã đạt được thỏa thuận để tiếp tục trung chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine, dù nhấn mạnh hoạt động này sẽ được giám sát chặt chẽ. Động thái này được nhìn nhận vừa có thể tiếp tục hỗ trợ hoạt động trung chuyển ngũ cốc Ukraine, nhưng cũng góp phần giảm bớt sức ép từ nông dân trong nước trước tình trạng giá nông sản giảm sâu. Hiện giá ngũ cốc Ukraine rẻ hơn nhiều so với ngũ cốc sản xuất ở Ba Lan nói riêng và châu Âu nói chung, ảnh hưởng đến nguồn thu và lợi nhuận của nông dân địa phương. Điều này đã khiến Ba Lan và Hungary ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Ukraine, trong khi các nước Đông Âu khác cũng đang cân nhắc biện pháp tương tự. Ủy ban châu Âu đã thông qua một đề xuất quan trọng có liên quan đến việc thiết lập một lá chắn an ninh mạng châu Âu nhằm phát hiện và chống lại các mối đe dọa có thể xảy ra trên không gian mạng. Kinh phí cho việc thiết lập hệ thống này được dự chi khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Ủy viên châu Âu về thị trường nội khối Thierry Breton cho biết, đạo luật đoàn kết mạng vừa được EC thông qua sẽ thúc đẩy một không gian mạng mở, an toàn và ổn định thông qua việc thiết lập lá chắn an ninh mạng châu Âu với sự tham gia của các trung tâm điều hành an ninh quốc gia xuyên biên giới SOC trên toàn liên minh. Theo kế hoạch, các trung tâm điều hành an ninh quốc gia xuyên biên giới sẽ được trang bị siêu máy tính, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ phân tích dữ liệu nâng cao. Một trong những điểm nhấn nổi bật của hệ thống giao thông tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đồng thời là điểm đến ưa thích của du khách thích trải nghiệm mỗi khi đến nơi đây, chính là chiếc thang cuốn với độ cao dựng ngược. Được xây dựng vào ngày 18 tháng 2 năm 1996, thang cuốn Hoàng Quán ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã giảm bớt rất nhiều rắc rối cho người dân trong việc đi lại. Thang cuốn này tạo ra tuyến đường tắt hiệu quả nhất cho người dân lên xuống núi, song lại không dành cho những người yếu tim bởi nó rất dài và rất dốc. Thang cuốn có chiều dài lên tới 112 mét, là một trong những thang cuốn dài nhất châu Á với độ cao chênh lệch là 52,7 mét. Ban quản lý thang cuốn cho biết, từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, thang cuốn này luôn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thái Lan mới phát hiện ra một loài thực vật có hoa chưa từng được giới thiệu trên thế giới. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho nó là Lisa, theo tên thành viên người Thái Lan của nhóm nhạc K-pop. Loài cây này được tìm thấy trong số các mẫu thực vật được thu thập ở phía nam Thái Lan. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên theo tên nữ thần tượng K-pop. Một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu đã được Lisa truyền cảm hứng để theo đuổi tấm bằng tiến sĩ. Dự án này được triển khai để nghiên cứu sự tiến hóa và phân loại các loài thực vật quý hiếm chưa từng được biết đến trong họ Anonesia để bảo tồn với sự hợp tác từ cơ quan nghiên cứu và đổi mới khoa học Thái Lan. Tọa lạc tại xã Triềng Ken, huyện Văn Bàn, đền Ken được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn và ông Nguyễn Hoàng Long, người có công đánh đuổi giặc cờ vàng phương Bắc ra khỏi vùng. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đền Ken này đã được xây dựng lại khang trang, là địa chỉ thu hút nhân dân du khách tới vãn cảnh chiêm bái. Những hình ảnh về đền Ken sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung được phần nào nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng, nắng nóng ở Lào Cai gia tăng về cường độ. Tại Sapa, gió Okiho nguy hiểm vẫn thổi đều. Dự báo đêm 19 ngày 20 tháng 4, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng thấp và khu vực phía Tây nắng nóng, có nơi nắng nóng đạt mức gay gắt. Đêm không mưa, vùng núi cao trời lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Nắng nóng cùng với ít mưa gây độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ tăng cao. Vì vậy, người dân các địa phương cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, phòng chống cháy rừng nói riêng. Khi thời tiết có nắng nóng, mọi gia đình cần giữ sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ để phòng tránh mắc bệnh. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng vật nuôi các loại do nắng nóng gây ra. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.